Hello, xin chào mừng các bạn, các chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sơn Na Vlog như cái này. Thế này thì hôm nay mình trở lại Ngưỡng Già để giúp vong linh của cái cặp đôi mà bị giật giật đó mọi người. Cái cặp đôi mà giống như là con cương thi mà con mặt rồng như gì. Quéo 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 quéo. Thì hôm trước mình đến đây á mọi người thì cúng kiến cho ông. Thì mình đặt hai gốc cam, thì một gốc mình quay vào trong miếu bên này, một gốc thì mình đi cúng miếu ngoài, cúng ngoài kia cho ông linh. Thì trong này thì mình thấy ông cũng xuất hiện hưởng đồ cúng nọ đâu, rồi bên ngoài thì ông luôn có xuất hiện, nhưng mà đến cái lúc mà gần gần gần, gần mình chuẩn bị vào rồi đó nha, thì thấy ông có xuất hiện ra và không biết là có nói cái gì với vong linh á, là chỉ cho rõ gì đó, rồi là ký đầu vong linh mỗi vong một cái. Chắc có lẽ là ổng trách là lì lợm nữa mọi người, tại sao mà không nghe lời mình á. Thì khi mình trở vô á thì hai vong linh lại nghe và nói là gặp ông, và ông bảo phải nghe lời mình. Thì ở tập rồi thì mình cũng nói là hôm nay mình sẽ trở lại mình giúp cho hai ông linh về chùa hoặc là siêu thoát mọi người đó. Thì hai vong này thì từ đầu giờ hình như là mình chỉ hỏi tên được một vong nhỏ, là tên gì thì tuổi bao nhiêu tuổi thì cũng không nhớ, nói chung là không nhớ mọi người, tại vì không phải mình đến thường mà lọt sọt, mình đến lọt sọt, kiểu như là bữa này đến rồi bữa cách bữa bữa đến nữa, nên đôi khi vòng qua những nơi khác nữa thì mình quên mọi người đó. Thì hôm nay trở lại đây yếu là cũng cúng kiến và đợi cho hai ông xuất hiện rồi mình hỏi tên tuổi, sau đó mình sẽ giúp về chùa không mọi người. Thì chắc có lẽ thứ hai là mình sẽ lên thầy nữa, và cô chú anh chị nào mà cần phép để làm ăn quán đất thì nọ đó có thể liên hệ mình nha. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ ra bên ngoài đặt cam cúng kiến luôn, chứ nay không có đi vòng vòng, tại vì hai hôm nay đã thuần phục rồi thì không còn gì để mà mình quay vòng vòng nữa. Bây giờ đợi cúng kiến, đợi họ xuất hiện giúp họ thôi. Ok, thì giờ mời bà cô chú anh chị các bạn ra bên ngoài mình nha. Thì cái nhà ấy, thì hôm nay thì mình sẽ cúng kiến ở cái bàn này mọi người, thì ở ngoài gần núi nhỏ này nè. Thì hôm nay là mình sẽ quay camera màu cho cả nhà mình xem nó đẹp chút xíu. Thì hôm nay mình vẫn có một chùm nho, lộn, chùm nhãn cúng vong. Thì giờ bây giờ mình sẽ cúng kiến và đợi vong xuất hiện, rồi mình sẽ dặn dò vong linh luôn rồi và hỏi tên tuổi này nọ, rồi sau đó là mình sẽ để cho vong linh thưởng, và sau đó mình sẽ giúp cho vong linh đi về chùa hoặc đi siêu thoát luôn rồi. Rồi gió này không biết nhang này cháy nổi không. Dính gì đây ta, cắm xuống nhỉ. Thì hai vong linh hôm trước đó, tôi hứa là hôm nay mà tôi sẽ trở lại giúp cho hai vong đi tu hay đi siêu thoát theo ý của hai vong đó. Thì bây giờ tôi đang cúng kiến ở cái vị trí này, và nếu mà nghe được thì xin xuất hiện đi, và tôi muốn hỏi một số chuyện thôi. Chào ông nha. Thì hôm trước ông già có xuất hiện và khiên bỏ hai bông rồi đúng không?
Thì hôm nay tôi sẽ trở lại, tôi sẽ cúng kiến cho vong linh và đưa vong linh theo ý vong linh định đi đâu, đi về tu hay đi về chùa hay hoặc là đi thoát. Đi về chùa hả? Ừ, đi chùa tu đi. Ừ, để mà sớm chuyển kiếp. Thì bây giờ tôi cúng kiến đây thì vong linh chút nữa vào hưởng ha. Thì khi tôi chở vô á, thì vong linh sẽ xuất hiện và cho tôi biết tên tuổi này nọ rồi lý do chết này nọ rồi để tôi giúp đi nha. Thôi chào hai ông nha. Cái nhà thì hai vong linh này á, thì một vong thì nói chuyện được, một vong nói chuyện không được. Cái vong mà tóc trắng móng méo méo đó là đi là nói chuyện không được. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ tạm lánh mặt cho hai ông hưởng chút xíu đi, rồi sau đó mình sẽ chở vô giúp cho hai ông này cả nhà.
Nay thời tiết lạnh quá. Ôi trời, mấy thằng nhà nó rất muốn chăng micro. Cái nhà ấy thì nãy giờ trong này cái nhà thấy có vong nào đến hưởng hay không, và ông có xuất hiện không cả nhà, và hai vong linh đó có đến này hưởng hay không. Thì bây giờ mình sẽ thắp nhang lại và sẽ đợi hai vong đó xuất hiện để mình giao tiếp, để mà hỏi tên tuổi này nọ đồ. Chào ông nghe. Cái cô này nói chuyện được phải không? Vậy cô tên tuổi là gì? Tôi tên Hương. Tên Hương. Nhiêu tuổi ạ? 29 tuổi. 29 tuổi, chết bao lâu rồi? Chết 3 năm. Chết 3 năm hả? Còn cái ông đó? Ông tên Cái gì? Hiển. Hiển hả? Tên Hiển, ông chết nhiêu tuổi mà thấy ông già tóc bạc chứ hả? Ông 30. Ông 30 hả? Tóc bạc vậy đó hả? Ông bị máu xấu rồi. Ông bị sao chết? Biết không? Cô bị sao chết? Bệnh nè. Lúc chết là cô nhuộm tóc vậy hả? Về sao muốn đi chùa hả gì? Thôi về đi về chùa, đưa về chùa nghe. Vô chùa tu quá à, nghe giảng cái kinh nghe chứ không có phá nha. Thiển với Hương hả? Cái nhà ơi, thì hai vong linh cũng đã đi rồi mọi người. Thì hai cái vong này thì cuối cùng thì lại muốn về chùa tu chứ không phải là muốn siêu thoát. Thì mình cũng hỏi tên này nọ rồi cũng hỏi tình chết lý do làm sao mà mình thấy hai vong nói chuyện khó khăn quá. Nói chung biết tên biết tuổi là được rồi. Thì đến đây mình cũng xin khép đôi lại và cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem đôi rất là nhiều. Chào nghe người, chúc cả nhà thật nhiều phúc nha. Các bạn cả nhà.